Pro bị đánh bại bởi Mate 30 Pro theo đánh giá của Dxomark, Website đánh giá camera chuyên nghiệp, Dxomark vừa công bố kết quả thử nghiệm camera của iPhone 11 Pro. Flagship của Apple giành được tổng cộng 117 điểm. Số điểm này đủ để iPhone 11 Pro nằm trong top 5 smartphone có camera hàng đầu, trong bảng xếp hạng của Dxomark. Nhưng iPhone 11 Pro đã để Huawei Mate 30 Pro và Mi CC 9 Pro Premium vượt qua với số điểm đều là 121, với số điểm 117 iPhone 11 Pro ngang hàng với Galaxy Note 10+ 5G và Note 10+ trên bảng xếp hạng. Về khả năng chụp ảnh, iPhone 11 Pro đạt được 124 điểm. DxOMark khen ngợi tính năng Deep Fusion của Apple giúp giữ lại các chi tiết ấn tượng mà thường camera smartphone sẽ để mất. Mặc dù iPhone 11 Pro có thể chụp ảnh tuyệt vời vào ban ngày với khả năng phơi sáng tốt, cùng giải tương phản động rộng, nhưng ảnh có xu hướng bị đối khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Điều này được cho là do táo khuyết có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các chi tiết thay vì giảm nhiễu nó khiến các bức ảnh thiếu sáng của iPhone 11 Pro tương đối nhiễu. Dù vậy, Apple cũng đã có những cải tiến đáng kể về điều này nếu so với iPhone XS Max, nhưng vẫn thua xa Huawei Mate 30 Pro. Chiếc smartphone có điểm số camera đứng đầu bảng. Dsomark cho biết, camera của iPhone 11 Pro có độ phơi sáng chính xác, lấy nét tự động nhanh và ống kính siêu rộng tuyệt vời cùng giải tương phản động khá tốt. Tuy nhiên, ảnh thiếu chi tiết nhỏ khi được chụp bằng đèn flash và camera góc cực rộng, nhiễu trong điều kiện ánh sáng yếu. Tất nhiên, Đánh giá của iSommac không toàn diện. Theo trang iPhone Hacks, trong bài đánh giá riêng của trang này về camera của iPhone 11 Pro thì chất lượng ảnh tốt hơn Galaxy Note 10 cộng.